Xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm một đội hình mới để mà leo tốt của bạn nha. Đẹp thế nhở. Cố gắng là hoàn thành cái nhiệm vụ và thử thách để mà nhận thưởng và chiến thắng các bạn nha. Ok. Ok, giờ đã kiếm được trận rồi nhá. Giờ chúng ta cả vô.
Mình sẽ cố gắng là hoàn thành game này và giành chiến thắng bạn nha. Ok, đây thì chúng ta có là một chạy giấy trước. Chúc cầm biếp, ok. Một pháp ra đồ là một chiếc cung của bạn ạ. Ok bạn nha, là một chiếc cung, ok. Tiếp theo đến tên hai, tên hai ra được hai chữ bờ đà cũng đã. Ok. Ok. Tên hai chúng ta ra một chữ công. Có được là một hộp xám tạm ổn mật nha. Chứ thượng long được mà, ok. Đây chúng ta có là như thế này, không ngon cho lắm. Ok, rất nhiều nhà chơi thượng long. Nói chung là giờ mà chơi thượng long là không ổn. Ok. Ok bên nha, đó tiếp tục là chúng ta giao tiếp là ok. Ok bạn nha, có một hộp xám và ba vàng. Ok, tiếp tục cho chúng ta một magi giấy nis 20 mana skill. Ok bạn nha, đây tiếp tục là chúng ta có là như thế này, không ngon cho lắm ha. Pass đi nè. Ok.
Ok nè, ở đây hai vị tướng này bạn nha. Ok, ở đây hai vị tướng này chúng ta chẳng còn gì, khá là khó. Ok nè, nè. Chà dù, ok bạn nha. Hình khó đồng mà có thể cá diêu khá là khó cho bài hơi kém nha. Ok, chúng ta gặp một nhà ma chê vậy, nhìn khủng sợ. Ok bạn nha, mình đục kia được một vị tướng hàng sau nhưng mà không ổn cho lắm rồi, và tiếp tục. Ok bạn nha. Úi giời. Rồi khi là khỏe nha. Ok, Yoruji Yo. Rồi, tiếp tục thì ở đây chúng ta có là như thế này à. Thì cho như này vô đi, để đáp đi. Ok bạn nha. Bát đi là ba đề, ba với bốn là bảy, bảy chết gì có rồi, mà không cần bát gì ở đây mưa đại tướng. Ok, mình còn 86 điểm, khá là căng. Ok bạn nha. Ok bạn nha. Và tiếp tục ở đây chúng ta sẽ là cà diêu. Cờ ass nha. Ok,
cả bạn nha. Sẽ cần một xíu linh cơ bạn nha. Khá là khó. Rồi pass đi luôn. 16, 17, 19, 20. Ok, pass hết. Thế chân vuông. Ok bạn nha. Mình có được là 20 đồng lợi tức. Ok thôi thì cũng dùng tạm bạn nha. Ok. Kênh nhảy vào vị trí của Hummer không ngon cho lắm. Hàng trước đã bị đục đi, hàng sau vẫn còn nguyên, khá là khó. Rồi, và tất nhiên là ra lại thua nguyên sàn 78 điểm. Chuyến 3, 7, 8 điểm bạn nha. Khó thật sự. Ok, nhà này 7, 8 điểm. Và win. Khá là khó hiểu tại sao thua tận 7, 8 điểm ha. Ok. Ok, giờ đến tân đi chợ bạn nha. Tân đi chợ thì chúng ta có là Ken. Ok. Lấy Ken đơn. Ok, mất Ken mình sẽ nhặt đi vị tướng này bạn nha. Và đợi chốc để ra đắp 3 kim long bạn nha. Khá là khó. Đội hình không được đẹp cho lắm. Sợ những nhà này nhìn vẫn rất là khỏe. Có một nhà warrior này. Ok các bạn nha, khá là khó. Rồi đây chúng ta có được là thế này. Ok. Ok. Hay ở đây thì chúng ta có được là thế này à. Rồi ok các bạn nha. Chúng ta sẽ cá vô như thế này. Ok. Tiếp tục là để thu chim bón. Ok. Ok bạn nha. Chúng ta sẽ cố gắng là ok gặp một nhà Rozuki 86 điểm. Họ có được 2 chiến tướng 2 nhà 2 sao. Ok bạn nha. Mình sẽ cố gắng là đục đi được 1-2 vị tướng. Ok, chúng ta đục được 2 vị tướng rồi là điều chắc
đường hai sao chắc chắn là không thể đục đi được. Mình tiếp tục thua và còn 72 điểm. Ok bạn nha, khá là khó. 74 điểm bạn ạ, chưa đến nỗi là 72. Đó là một điều tuyệt vời. Rồi ok, ở đây thì chúng ta có được là cái vị tướng này 32 điểm mà. Mình sẽ vẫn đả như thế này thôi. Rồi tuần sau thì chúng ta sẽ có đấy cho cái vị tướng khác nhiều khá bạn nha. Cho vị tướng khác nhiều và đấy được chuyện 5-40 vàng, khá là ổn. Ok, đội hình nhìn khá là cùi. À, chúng ta gặp một nhà trông khá là ghê gớm. Ok bạn nha, không biết là còn đục đi được vị trí của tướng nào không đây, khá là khó. Đáp bổ là khỏe, đã đục đi mất vị trí tư gấu. Rồi tiếp tục là một vị trí nữa. Ok, mình đục được một vị tướng đáp và thua còn 68 điểm với chuyện 5-40 đồng. Ok hay các bạn nha. À, nhà này thì trông vẫn đang là rất chiến. Ok, mình đã thua đi 5 ván rồi. Rồi với chuỗi 5-43 điểm. Ok, đã có đại ai chốc. Tuyệt vời. Rồi ok các bạn nha, chúng ta có được là ai chốc này, khá là tuyệt vời. Ở đây là sẽ cần là lên cấp bạn nha, cho dù bị thương này để đỡ bị thua. Ok, tạm ổn rồi bạn nha. Xài mỗi chỗ một tí này căng rồi. Ok, ở đây thì ai chốc thôi. Rồi khi bị gục 7 lần thì sẽ là rơi ra một đồ. Ok, đây chúng ta rơi ra cái gì đây? Bass luôn. Đây 41 đồng, khá là ổn với level 5-41 đồng. Ok, đồ thì không ngon cho lắm nha các bạn. Ok bạn nha. Ủa
rồi. Ở đây chúng ta có được cả các vị trí như thế này. Ok bạn nha. Mình cho vị trí này vô. Ok. Birthday. Ok bạn nha. Đồ sẽ cần là đồ gì đây? Ok, mình sẽ cần là đồ gì đây? Ok, mình sẽ lắp đồ nha bạn. Ok, hay mình sẽ là đắp đồ để cho bớt đi cái lượng điểm bị mất bạn nha. Rồi khá là căng, có giật đến từ đội hình nhưng mà sẽ là không ăn thua với cái đội hình châu này. Ok, kỵ sĩ Long hiện tại thì vẫn đang rất là khỏe, tiếp tục thua với chuỗi 6. Ok, giờ mình đã 50 điểm, mình sẽ lên 6 và tiêu đi còn 30 đồng bạn nha. Chúng ta sẽ cố gắng tìm những vị từng kim long còn lại. Ok, có một ẩn kim long khá là tuyệt. Rồi, ok các bạn nha. Ok, lên cấp đoàn đi. Dồn đoàn như sao suy nghĩ. Ok các bạn nha. Có được là vị tướng này. Ok, rồi, tuyệt vời bạn nha. Cảm ơn Kim Long. Rồi, ok. Giờ sẽ phải bán đây vị tướng nào đây. Vẫn chưa nghĩ ra bạn nha. Rồi mình thay A trước. Ok, rồi ok bạn nha. Rồi đội hình tạm ổn, chúng ta sẽ để này và cố gắng lên 7 bạn nha. Ok, đã lên được 2 rồi, có vẻ là sẽ cố gắng là. Rồi, ok, sẽ là bị quất vào rồi. Đội hình hàng trước sẽ là biến mất. Ok, hàng sau sẽ còn gì đây? Ok, đang cố gắng là đục đi các vị tướng hàng sau khá là khó. Ok các bạn nha. Rồi mình chiến thắng lại. Ok, với 58 điểm mình sẽ
cố gắng là chiến thắng lại bạn nha, không là sẽ khá căng. Ở đây chúng ta có một nhà đã úi, họ đã chiến thắng các bạn ạ. Khá là khó. Rồi ở đây chúng ta có được là đi 2 tiết giờ mặt trời bạn nha. 7 tên nữa, khá là khó. Ok bạn nha. Ít nhất là chúng ta đã có được đội hình như thế này, nhìn trông khá là ổn. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cố gắng là giữ lấy lại chiến thắng các bạn nha. Đội hình chẳng có gì. Ok này, chúng ta gặp một nhà trông khá là cùi. Ok các bạn nha, đó. Rồi ok nè, đó. Hàng trước là mình được đi là khá nhiều, hàng sau thì ok luôn. Ok ok các bạn nha, mình chiến thắng được lại với chuỗi 2 khá là dễ dàng. Tiếp tục ở đây chúng ta có nhà top 1 này giờ đang rất là cùi. Ok các bạn nha, rồi giờ đến tên đi chợ, tất nhiên là mình vẫn được nhặt đồ cuối rồi. Ok, sẽ là cần một vị tướng nào đó ổn ổn. Ok bạn nha, có lẽ là chúng ta sẽ lấy thêm một chút vị trí thành cơ. Ok bạn nha, đã có vị trí thành cơ giờ. Cố gắng là lên gấu 2 cơ các bạn nha. Khá là khó. Mình sẽ cố gắng các bạn nha. Tiếp tục đây quay về. Rồi ok, đã có thêm một ok bạn nha. Nhìn trông khá là ổn về 4 round, tên này 5, 6. Ok bạn nha. Rồi ok bạn nha, ok ok bạn nha. 1, 2, 3
Tính cái tên quái thì mới là 4. Rất là khó. Ok bạn nha. Ok. Rồi ok bạn nha. Ok, đây chúng ta đã bị thua với một chuỗi 52 điểm khá là khó. Rồi, và lại ghi lại một chuỗi. Sửa đổi là rất khó bạn ạ. Chúng ta sẽ cần thêm thời gian bạn nha. Rồi ok, đây thì nhà này tiếp tục là như thế này. Ok bạn nha, tiếp tục nào. Ok bạn nha, đây thì chúng ta có được là như thế này. Có level 6 rồi, chúng ta sẽ để những video này ra xa và cho video này vô. Ok bạn nha, và tiếp tục là chúng ta sẽ cố gắng là lên tốc độ phá đi video này. Ok bạn nha. Rồi ok, liệu có chỉ quất được xét không đây? Ok ok, đã quất được xét rất là tuyệt vời. Ok bạn nha, ai đã xua được tuyệt vời. Ok bạn nha, nhìn trông khá là ổn mình ăn rồi. Ok bạn đi bút bạn nhầm rồi. Ok bạn nha, và cho AI chốc vào bạn nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ lắp zero. Ok bạn nha, đó rồi. Ok tiếp tục là rất là khó vị trí của Ken. Ở đây sẽ là một chú thua còn 39 điểm của mình. Đó là nó. Tiếp tục là chúng ta sẽ ở đây 7.5 bạn nha. 83 đồng, một lợi tức tuyệt vời. Ok, mình còn 39 điểm. Giờ mình để chỉnh trang rồi. Ok bạn nha, gì đây? Mình sẽ lấy đồ này bạn.
Sẽ tiếp tục nè, gặp một nhà trông khá là sừng sỏ với Kim Long và Phun Hai, khá là khó. Ok bạn nha, đề ra thì vẫn chưa bị sợ cái nên đội hình của họ vẫn đang rất là khỏe. Rồi, đã bị hạ gục đến với tư vị tướng. Ok, cái liệu có bổ được. Ok, bổ được bạn nha. Rồi, và giờ tiếp tục sẽ là một chữ thua tiếp theo của mình, khá là khó. Ok, Adas vẫn đang bị đục vào, khá là khó. Rồi và giờ sẽ chỉ còn Ken thôi. Mình kết thúc với 92 điểm vàng, khá là ổn. Ok, giờ mình sẽ lên cấp luôn bạn nha. Mình sẽ lên cấp luôn. Ok, lên cấp luôn rồi. Ok này, cho cái này vô này, khá là ổn rồi. Rôn xíu cũng là căng rồi nha. Ok bạn nha, đã có được là vị tướng này, khá là ổn. Ok, cái này thì mình sẽ cho vô đây. Rồi, giờ không chả còn gì, mình cho hết vô đây. Ok bạn nha, đó, tạm ổn ổn rồi. Giờ chúng ta sẽ cố gắng là lên cấp thật sớm, nếu không thì sẽ khá là căng. Ok, ui. Ok bạn nha, ok nè, ở đây thì chúng ta có là chiến thắng 46 điểm, khá là căng thẳng. Ok bạn nha, giờ mình chỉ còn 32 điểm thôi, nếu mà không cẩn thận thì có thể là sẽ đi luôn. Ở đây chúng ta có được là vị tướng ES lấy luôn nè. Ok bạn nha, mình sẽ lấy luôn vị tướng ES này. Ok, có lẽ là sẽ tiếp tục rôn ở 8 và kiếm một số vị tướng ổn ổn khác các bạn nha.
Mở được là yes rồi, ok. Giờ chúng ta sẽ kiếm đi những vị thử khác các bạn nha. Rồi, ok, rôn xíu tăng tiền lên thôi. Ok mình nha, sẽ tăng tiền lên thôi. Ok luôn gần nữa coi, luôn gần nữa hình mình vẫn chưa có một cái cơ cấu gì cả, sẽ cần là run nhiều nhiều xíu vẫn nha. Ok chưa có rồi, càng có basket luôn. Ok nè, rất là nhanh, nhanh quá. Ok vậy nha, rất là khó để một kiếm được các đồng vàng thời điểm này. Giờ rất là khó để một kiếm. Ok này, không nên chỉ tìm từ mình, rất có thể là có cơ hội là đi luôn. Ok, 21 điểm, căng thẳng rồi nha. Ok kiếm yes sớm thôi. Ok bạn nha, kiếm vị tướng yes sớm thôi. Kiếm nào, kiếm nào. Ok khá là khó. Ok đây chúng ta có Joey nha, tạm một. Tiếp tục roll, roll, roll. Ok đã có roll lên 2 sao luôn. Ok nha, rồi tạm ổn rồi. Ok đây chúng ta sẽ lắp đồ vô. Đó, tạm thời là như vậy thôi các bạn nha. Rồi, ok nè, cố gắng là lên đội hình lên 9 các bạn nha. Hình này giờ chung khá là ổn. Ok đã có 15 đồng. Ok bạn nha, giờ sẽ khá là căng thẳng rồi. Giờ đội hình mình khá là căng thẳng. Ok, không biết là có kịp mà lên không đây.
Rồi, ở đây chúng ta có ra như thế này à. Rôn cái. Ok, đã có đội hình như thế này. Khá là ổn đấy luôn bạn nha. Đấy luôn. Ok, 20 đồng lại tất cả. Khá là ổn nha. Đồ à. Khá là khó. Đồ khá là khó nha. Ok bạn nha. Mình vẫn chưa nghĩ ra được. Nếu bạn cho như này. Nếu mà cho như này cũng được. Ok bạn nha. Tiếp tục cho như này. Đồ sẽ cho IDAS các bạn nha. Sẽ cho IDAS. Ok. Giờ có lẽ là chúng ta nên tăng tiến chút à, hàng sau. Đội hình trông tạm và đã ổn. Chưa gọi là khỏe nhiều cho lắm nhưng mà tạm ổn nha. Ok các bạn nha. Giờ thì ở đây dàn tanh của mình khá là ổn rồi. 2 vị tướng cầm đồ chờ đợi cả. Trông khá là ổn nha. Ok vậy nha. Rồi và chúng ta gặp nhà cũng chơi kim long. Trông khá là khỏe nha. Với chiếc drone 2 này. Ok. Ok, John đã bị quét vào, đã bị hạ gục. Ok. Ok bạn nha. Rồi, và tiếp tục là sẽ là một chiến thắng dành cho mình. Ok bạn nha. Tạm rồi đã ổn rồi. Ok. Rồi như này là khá ngon nha. Ok. Tiếp tục. Là chúng ta sẽ cố gắng là ok nè. Chúng ta sẽ chia ra một xíu. Đội hình này giờ chúng ta sẽ cố gắng là lên 9 các bạn nha. Nhà này trông khá là khủng. Trông khá là khủng. Ok bạn nha. Sẽ cả vô đây.
Quan trọng mình hình này hơn. Ok bạn nha, kỵ sĩ kẹp đề cha. Ok, trông khá là khủng nha. Ok. Ok, khá là khủng nha, đề gia đã bị quét đi. Ok, thế thì những vị tướng này đơn giản thôi. Rồi, một tiếp tục sẽ là Lulu. Ok bạn nha. Ok, khá là khó. Rồi, và tiếp tục quét được vị trí Lulu. Ok bạn nha. Rồi, ở đây chúng ta khá là căng thẳng rồi. Ok bạn nha. Ok, đội hình này trông bình bình quá nhỉ. Mình sẽ cần thêm một gun bây giờ. Ok bạn nha. Nếu mà có ăn linh ngon. Ok các bạn nha. Rồi, giờ này vẫn còn chơi 60 giây à, khá là buồn cười. Ủa, đội hình này trông khủng ấy nhỉ. Ok, IS đã bị đục mất. Ồ, đội hình của mình càng ngày càng bị đục nhiều. Khá là khó đây. Ok bạn nha. Dòng họ vẫn còn khá là khó. Ok, và tiếp tục là một cái chữ thua cho mình. Còn 10 điểm. Này thì khó thật đấy. Khó quá, khó quá. Làm nào bây giờ? Khó được là yes à. Đi sợ đây đi. Ok bạn nha. Này đang khá là cần yes đấy. Kiếm chữ yes. Ok, những nhà này thì đều rất là mạnh. Khó quá nhờ. Chưa có cơ hội nào ạ. Ở đây là ô. Oh.
4 năm mà không đủ rồi. Ok bạn nha. Đã khó nhờ, lên cấp đã tính sao? Lên, ui không lên được rồi. Khó nhờ. Tát đi. Chơi các bạn ạ. Có nhờ. Ui thua luôn. Mình tháo hết đồ ra. Mình đúng cái tên mà chuẩn bị quất thì tháo hết đồ ra. Ok, và thế là mình thua bạn nha. Mình sẽ tiếp tục cố gắng ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.